Soi kèo Freiburg với Bayern Munich 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 năm 2024, vòng 24 Bundesliga. Nhập nhằn đánh bại RB Leipzig 2-1, Bayern Munich đã chấm dứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đồng thời níu kéo lại hy vọng bảo vệ ngôi vương tại Bundesliga. Mặc dù sức ép đã phần nào được giải tỏa, nhưng điều đó không đảm bảo rằng Harry Kane cùng các đồng đội sẽ có một ngày thi đấu dễ dàng khi làm khách của Freiburg ở vòng đấu 24. Sở dĩ nói vậy là bởi Bayern Munich đang có phong độ sân khách rất tệ. Trước màn đọ sức Freiburg, Bayern Munich đã trắng tay ở 3 cuộc viễn chinh gần nhất. Về phương diện cá cược, Hùng Xám xứ Bavaria thậm chí đã thua kèo handicap 7 trong 8 trận sân khách gần nhất. Lần cuối cùng đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel giành được thắng lợi trên sân khách có tỷ số cách biệt nhiều hơn một bàn đã diễn ra từ tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh phải toan tính giữ sức cho trận cầu sinh tử với Lazio ở lượt về vòng 1/8 Champions League, xem ra ngay cả việc khuất phục Freiburg cũng là nhiệm vụ không đơn giản cho Bayern Munich chứ chưa nói tới chuyện thắng đậm. Viễn cảnh Bayern Munich gây thất vọng cho nhà đầu tư càng trở nên rõ ràng hơn khi Freiburg chưa bao giờ là đối tượng dễ bị bắt nạt trên sân nhà. Tại Europa Park Stadion, Freiburg mới chỉ phải hứng chịu đúng một thất bại sau 10 lần đón khách gần nhất trên mọi đấu trường. Riêng ở Bundesliga, Freiburg cũng chỉ để thua 2 trong 11 trận sân nhà. Sau 9 cuộc chạm trán Bayern Munich trên sân nhà gần nhất, dù chỉ được ca khúc khải hoàn đúng một lần, nhưng Freiburg lại thắng kèo châu Á tới 7 trận. Tuy nhiên, việc lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như cạnh tranh ngôi vô địch Bundesliga, khả năng cao Bayern Munich sẽ chơi tấn công phủ đầu với kèo châu Á Bayern Munich chấp 1.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Bayern Munich chấp 1.25 full time. Như đã đề cập ở trên, Bayern Munich đã toàn thua 3 trận sân khách liên tiếp, trong đó họ phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần và chỉ ghi được 2 bàn danh dự. Ngay cả một đội bóng thuộc dạng trung bình yếu đang đứng ngay trên nhóm cầm đèn đỏ như Bochum cũng có thể khiến Bayern Munich ôm hận là đủ hiểu nhà đương kim vô địch đang mong manh như thế nào. Phía bên kia chiến tuyến, Freiburg trong 4 trận sân nhà gần nhất đã ghi được 9 bàn thắng, đồng thời cũng phải nhận 10 bàn thua. Dù đó không phải thành tích gì ghê gớm nhưng rõ ràng vẫn hơn đứt Bayern Munich. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình vượt trội, sở hữu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu, với kèo châu Âu anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Bayern Munich thắng. Kể từ sau thắng lợi tối thiểu trên sân nhà trước Union Berlin, Bayern Munich đã không thể giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Ở chiều ngược lại, dù là một tập thể ưa thực dụng nhưng Freiburg lại đang duy trì thói quen thi đấu phóng khoáng trong năm 2024. 7 trong 9 trận của Freiburg kể từ đầu năm khép lại với tối thiểu 3 bàn thắng, trong đó 5 trận thậm chí còn xuất hiện từ 4 bàn trở lên. 3 trong 4 màn đọ sức gần nhất giữa Freiburg và Bayern Munich tại Europa Park Stadion cũng chẳng ít hơn 4 bàn trận. Với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 3.25, chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Freiburg 1 Bayern Munich 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.